Các bác thân mến, đây là một nghề và cũng là một công việc yêu thích của tôi. Như các bạn biết thì nằm theo cái xu hướng là thiên nhiên càng ngày càng cạn kiệt, và một số những cái giống chim quý hiếm cũng rất là khó. Thì hiện giờ thì mình cũng đã xây dựng được một cái trang trại, tạm thời gọi là một cái vườn chim cu gáy đó. Và cái thế mạnh của mình là chim cu gáy sinh sản và chim cu gáy non. Cũng mạn phép với các bác là bây giờ là vào tháng 11 âm lịch nên là nó rất là rét, nên là mình những cái nứa chim như thế này mình xuống ổ thì mình mang ra mình bón, mục đích là để cho nó thuần đó. Đây là vừa bón xong này. Đấy. Bón thì các bạn là bón nó loãng này đây. Đấy. Loãng như không nước không. Nhìn trong này nó có vitamin này, khoáng chất này, men tiêu hóa này, đầy đủ, và cám. Thì bón như này thì các bạn bón không phải cho nó uống nước, cực loãng nhá. Đó, các bạn thấy là các bạn nhìn rõ cái nồng độ loãng nó như nào. Đấy. Các bạn bắt chiếc. Và lưu ý các bạn là không được pha vào nước nóng xong bắt đầu trộn nước lạnh vào nhé. Mà các bạn nếu mà được thì các bạn chỉ pha nước lạnh mới nóng ấm xong bắt đầu quấy vào cám, thò tay vào nó chỉ hơi ấm ấm, nếu mà cẩn thận. Còn không thì ta cứ nước sôi để nguội hoặc là nước lã sạch cũng được. Đấy, quan trọng là cái lúc các bạn sưởi thì như đây thì các bạn thấy là cái ổ rơm này thì mỗi ngày mình thay nót cho nó một lần đó. Thì các bạn trông thế này thôi mà nó có cả đến chục con chim. Mình lẫn lộn, nói là lẫn lộn nhưng thực ra cũng không phải, bởi vì các bạn mình thấy đơn cử là những chú chim như thế này thì nó đều nấu được cả. Ví dụ như chú chim này, các bạn nhìn thấy con này đó. Đó, mình tự mình đi. Những chú chim như này thì cái ngón chân ở giữa đây được đánh dấu mực đen. Đó. Đó. Và những chú chim như này thì nó sẽ có đôi có cặp của nó. Đó. Các bạn thấy nè. Nó có đôi của nó. Đó, như con này là đôi của con kia. Đấy. Các bác nhìn thấy cái chân của nó chưa? Đó, chân đánh dấu mực ngón giữa. Đó, bên trên chân phải. Nên mình đánh dấu mực ngón giữa ở bên chân trái chẳng hạn thì nó một theo cặp của nó. Thế thì các bạn thấy là mình cũng rất cẩn thận, chứ các bạn đừng nghĩ là nó bị lẫn lộn. Mà cái này là theo cái quy ước khi mình bắt đầu xuống ổ mình bón là mình đã đánh dấu rồi. Đó. Nên là cái nhóm này là các bạn thấy là cái nông măng của nó như này. Đó. Các bạn thấy là nó rất là như thế này, là cái lợi thế của nó là nó sẽ sưởi ấm cho nhau, u cho nhau, thay vì cái con chim non này nó nằm trơ trọi một mình thì nó sẽ rúc vào gầm của những con chim to hơn và tự chúng nó sưởi ấm cho nhau. Tối đến thì mình phải thắp điện bóng sưởi. Những con nào mà nó đã lên cầu này, nó sắp biết mổ thì mình để cái cầu đây. Và cái rơm này các bạn mỗi ngày thay lần sạch sẽ. Đó. Mùa hè thì các bạn không phải nót rơm, mùa hè các bạn chỉ cần làm cái sàn này và các bạn kéo cái khay này ra để cho nó thay rửa phân ở dưới. Đó. Thì kính thưa các bạn, là đây là cái mô hình nuôi chim cu gáy sinh sản lớn nhất ngoài miền Bắc, và anh em có thể yên tâm là mình sẽ đưa cho các bạn đúng một trống một mái và một đôi giống chuẩn để các bạn nuôi thành chim khách. Đó. Những con này các bạn nên cho vào đằng mặt trong. Đó. Đó.
cái chú chim non này chúng sẽ ở một khu, và chú chim lớn hơn thì sẽ ở một khu. Đó. 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 Thì số điện thoại của mình là 0163 530982. Mình tên là Thao. Có một số người thì bảo gọi là Thao chim cu gáy hoặc là Thao chim to. Cái đấy không sao, bởi vì mình có đang sở hữu một cái giống chim gọi là chim khổng lồ, như trên kênh YouTube của mình đăng đó. Thì các bạn bón thì các bạn nên khuấy đều cái này, và các bạn để cái xi nhan theo cái hướng ngược cao lên trên, mà các bạn bón thì nó sẽ không bị tắc. Và lưu ý các bạn là cái đầu gắn này đó, là các bạn phải gắn thật chặt, gắn sâu. Nếu như cái này mà gắn không chặt, không sâu và nó ngắn thì có thể cái phần cao su này nó sẽ chui vào diều. Đấy là một số bạn nó gọi điện cho mình là dính trường hợp như thế đó. Thì các bạn này cũng phải hết sức lưu ý những cái lưu ý trong quá trình các bạn nuôi chim non đó. Đây gọi là sưởi ấm cho nhau. Đó. Cái này là một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu đôi, bảy đôi. Đó. Các bạn trông nghe thôi nhưng mà rất là khó nuôi đấy nhá. Chim non rất là với các bạn đã nuôi quen rồi thì rất là dễ. Đó. Thì cái clip này là mình lưu ý cho các bạn là khi nuôi chim non thì nó có rất cái những cái hay của nó, nhưng mà các bạn lưu ý là một là thức ăn không được để chua, thứ hai là không được để mất nhiệt. Không được để mất nhiệt. Chim non là nó mẹ nó bình thường mẹ nó u, mà không được để đi ỉa bết. Đó. Tiếp theo thì cái loại mà nó nhỉnh hơn một chút là những loại này. Thì các bạn thấy là ở bên này là chính xác là chỉ có hai đôi thôi. Đó, hai đôi. Cái này hai đôi được đánh dấu. Còn cái con cườm cườm này là nó là con anh chị mình thả vào đây để cho nó dạy những cái con non là biết mổ. Bởi vì những cái nó con này là mình phải vừa bón và để thức ăn vào đây cho nó tự vừa tập ăn. Thì giai đoạn này là giai đoạn giao thời giữa cái việc tự ăn và mình người phải bón. Đó. 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 Đó là những chú chim đã biết gáy biết gù rồi.
Tiếp theo đây thì cái đàn này là đàn anh chị. Chúng đã gọi là mổ ok rồi. Đó. Thì buổi trưa thì mình cho ra phơi nắng. Đó. Những cái cặp này thì nó là khá là đẹp. Bông và các bạn nên nhớ là tối là mình phải cho vào trong giải bạt ra vào trong nhà và mình chùm kín, thắp điện cho ăn cả đêm. Bởi vì nỗi ám ảnh của giống chim này là sự rét mướt. Các bạn đừng nghĩ là nó bệnh gì cả, nó không chống được rét đâu. Cái giống này nó không chống được rét. Nếu như mà nó từ nhỏ ngoài bản năng tự nhiên thì nó có thể chống được. Các bạn nuôi chim non này nó thiếu nhiệt ngay từ nhỏ. Đó. Và những chú chim này nếu như các bạn không thắp bóng điện cho ăn đêm, không che gió che nắng thì nó cũng sẽ rất là hay rù xù lông và nó đi ỉa rồi nó gầy dần yếu. Đó. Các bạn thấy đây là những chú chim này, có thể là một số bạn có thể mua là mình có thể chuyển những chú chim này đi. Đó. Những cái chú chim mà còn đang có một số những con thì mình cứ vừa bón xong mình lại thả vào cho mẹ nó nuôi. Thì những chú chim đấy là rất là thuần. Sau này rất là thuần. Còn nếu mà những chú chim nào mà mình không kịp cho nó bón cho nó thì mẹ nó nuôi thì nó sẽ chưa được thuần bằng. Đó, đây nó đang ăn này. Đấy. Đó. Đó. Rất là tự nhiên. Sẽ quay xa ra một chút cho nó ăn uống cho nó tự nhiên. Đó. Các bạn để cái cầu này nó bọ. Xuống nó ăn, nó uống, đó. Bạn thấy là nó cũng rỉa lông, đó. Đó. Đây là những chú chim này có thể bán giống được rồi. Đó. Những chú chim này nó đã ăn lúa, ăn cám thành thạo rồi. Đó. Còn những chú chim này thì lại còn là quá thành thạo hơn. Đó. 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 Những chú chim này là quá thành thạo luôn. Đó. Nó đã bắt đầu đốm đốm hạt cườm. Đó. Đúng đúng hạt cườm rồi. Yeah.
đó, lông đuôi rất là dài. Thì mấy hôm nữa mình sẽ làm clip chữa bệnh cho chim và cách làm chuồng cũng như là nuôi chim sinh sản. Giống chim này thì kích thước cũng khá là lớn, ngực hồng, đầu xanh, đuôi xám. Đó là những giống chim điển hình của bên mình. Bà chị bóc không? Đi ra, hai chị em đi ra. Bạn nên nhớ là cái này là đều có đánh dấu hết nha, cắt cánh bên trái để cắt mọi vấn đề là chúng ta sẽ phải đánh dấu khi xuống ô. Một trong những cái giống chim mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở đây là giống chim như thế này. Giống chim này gọi là giống chim mơ, hoa mơ. Nó có những cái đốm trắng ở phần đầu, phần mắt, phần hàm. Đó. Và đố các bạn biết con chim này con chim trống hay con chim mái. Cho các bạn 11 phút để các bạn. Chân đỏ, hoa mơ đầu hơi là lạ lẫm tí, giọng thổ nhá. Ngoài ra còn có giống chim hồng nữa, hồng ở dưới vườn. Mình hôm nào mình sẽ quay một con cụ thể hơn. Đó, đứng lên cầu nhìn, đây là con chim trống nhá. Yên thì bố đang quay video. Đó. Đây là giống chim to. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ số điện thoại tổng đài chim cu gáy là 0163 530 5982 ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.